Hello everybody, Happy New Year. Chào mừng cả nhà mình, chúc mừng năm mới. Lâm Phương trân trọng chào đón quý vị và các bạn với mùa xuân thật nồng nàn và ấm áp. Trước thềm năm mới, Lâm Phương cùng toàn thể ekip kinh tiểu thuyết Lam Phương và kinh truyện ma tắt đèn chúc quý vị mọi việc hanh thông, tràn đầy hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe. Năm con mèo thật nhẹ nhàng và vui tươi, nhẹ nhàng với công việc, nhưng túi thì nặng tiền và học xòn lắm nha quý vị. Tống cựu nghinh tân, an khang thịnh vượng, chúng ta hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống. Chúc quý vị vui, trẻ, khỏe và đẹp. Và cũng chúc cho các nhà văn và những bạn viết truyện trong suốt năm qua đã luôn đồng hành cùng Lam Phương. Và cũng chúc cho các nhà văn và những bạn viết truyện trong suốt năm qua đã luôn đồng hành cùng Lam Phương. Chúc các bạn viết liền tay và có nhiều truyện hay gửi đến Lam Phương để Lam Phương truyền tải những cái hay của quý vị đến với khán thính giả của chúng ta ngày càng tốt đẹp và nhiều hữu hiệu hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, vì lý do chương trình phát sóng đã lên lịch cho những ngày đầu xuân nên không thể thay đổi và kinh tiểu thuyết Lam Phương sẽ khai trương phát sóng vào ngày mùng 10 Tết. Nhưng có một điều, xin nói nhỏ với quý vị thôi, một chuyện bí mật mà chưa có ai biết, mà quý vị phải hứa là không có được nói cho ai nghe nha. Đó là mùng 10 Tết là ngày vía thần tài. Tiền vô nhiều lắm quý vị ơi. Chàng ơi, ở ngoài kia họ bắn pháo quá trời quá đất rồi. Thôi dân, chúc quý vị vui xuân vui vẻ, trẻ khỏe đẹp nha. Sáu con nhỏ này là khắc phu khắc tử, là khắc phu khắc tử đó. Có ai bị thầy bói phán như vậy chưa? Rồi các chị có tin hay không? Cô Giao lúc đầu nghe xong đã chửi cho thầy bói dởm một trận. Nhưng mãi sau này Giao mới biết bà ấy không phải là thầy bói dởm. Dởm với ai Giao không biết, nhưng riêng Giao thì không có dởm, thật đáng sợ. Quỳnh Giao năm nay 25 tuổi, là giáo viên mầm non dạy ở trường gần nhà chồng. Chồng Giao là Chí Viễn, 28 tuổi, là nhân viên kinh doanh của showroom xe hơi. Bọn Giao lấy nhau được 2 năm và hiện tại Giao đang có bầu được 2 tháng. Nói sơ về gia đình chồng Giao. Chồng Giao là con trai út. Trên anh có một anh chồng nay gần 30 lấy vợ đã nhiều năm mà vợ chồng lại không có con. Đi khám nhiều nơi thì phát hiện ra là do anh Vinh, anh chồng của Giao không có khả năng có con. Bố mẹ chồng Giao là giáo viên về hưu. Ba chồng trước kia là giáo viên thể dục, còn mẹ chồng Giao là giáo viên dạy toán. Gia đình được gọi là cơ cấu giáo dục. Anh Vinh, anh chồng Giao đang làm bí thư cho phường, chỗ Giao ở. Còn chị Dâu thì mở cửa hàng thời trang cho nữ. Chị giỏi giang và rất đẹp. Ai cũng nói anh chồng Dâu phước lắm mới lấy được chị Mỹ, vì anh Vinh người rất còm cõi, do từ bé
đã bệnh lên bệnh xuống, chứ không có giống chồng của Giao cao to phong độ. Nói về các mối quan hệ trong gia đình thì cũng không có gì để nói. Giao luôn tự hào rằng gia đình chồng Giao rất là tâm lý, ba mẹ chồng dễ tính, anh chị chồng cũng dễ chịu. Riêng chồng Giao thì không phải bàn nữa. Anh vốn yêu vợ thương con, nên gia đình được coi là hạnh phúc mẫu mực. Hằng ngày sáng sớm, mẹ chồng của Giao nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Giao và chị dâu chỉ việc ăn xong rồi thay phiên nhau rửa chén đi làm. Chiều về cơm nước đầy đủ, lại ăn uống rồi dọn dẹp xong thì việc ai nấy làm, ai đi chơi thì đi, không thì xem tivi cùng cả nhà hoặc làm việc ở trên phòng. Chị Mỹ, chị dâu của Giao tính tình cởi mở hòa đồng, nên giữa Giao và chị không có gì hiềm khích, hay nói chính xác hơn là khá thân với nhau. Quần áo Giao mặc đều là ở cửa hàng của chị, có khi Giao mua, có khi hàng mới về chị tặng. Các mối quan hệ trong gia đình êm ấm đến nỗi đến cả mẹ ruột Giao cũng chắc lưỡi khen rằng Giao có phước lắm đó, mới gặp được một gia đình chồng như vậy. Mà Giao cũng cảm thấy thật sự như vậy đó. Và thì trên đời này làm gì có hạnh phúc mãi mãi, chỉ có hạnh phúc tạm thời, và Giao nằm trong cái dạng hạnh phúc tạm thời, rồi về sau phải trải qua quá nhiều cay đắng. Mọi thứ vẫn rất tốt, cho đến khi Giao có thai, cái thai vừa tròn 2 tháng tuổi. Khi Giao thông báo cho chồng việc Giao có con, anh đã vui mừng đến nỗi nghỉ việc luôn cái ngày hôm đó để về đưa Giao đi khám. Còn về ba mẹ chồng của Giao thì khỏi bàn, ông bà mong cháu nhiều năm, đến nay nghe tin sắp có cháu lại vui mừng lắm. Chỉ riêng tối hôm đó, chị dâu của Giao là không có vui mấy khi nghe tin Giao có em bé. Giao cũng hiểu, chắc do chị buồn vì chưa có con, nên Giao cũng không dám nhắc nhiều đến đứa bé trong bụng. Đêm đó, Giao nói với chồng, em thấy chị Mỹ buồn buồn, thương cho chị quá à. Chồng Giao cũng gật gù, anh nói, ừ, nhưng mà biết làm sao được, anh Vinh nó còn buồn hơn nữa. Thật sự, anh Vinh, anh chồng của Giao, ngoài mặt vui vẻ nói rằng sẽ thương cháu như thương con, nhưng thật ra Giao biết anh buồn lắm. Chưa nói đến lý do hai anh chị không thể có con là từ anh Vinh mà ra. Nhưng nói làm sao được là do số kiếp chứ con người ai muốn vậy đâu. Sau cái hôm Giao thông báo có bầu, thì mọi việc trong nhà đều bình thường. Chỉ thay đổi có một chút là mẹ chồng có Giao kỹ càng hơn, bác vợ chồng có Giao dọn xuống phòng dưới dành cho khách để ở, để tránh cái việc Giao đi lên đi xuống cầu thang không tốt. Mẹ ruột của Giao sức khỏe có chút yếu, nhưng ngày nào cũng đem đến đồ bổ, kêu Giao là hãy ăn cho nhiều cho em bé nó khỏe mạnh. Mà lạ lắm, Giao không ngán, không có ói mửa, trộm chía của con ngoan. Một tháng sau, đêm đang ngủ, Giao nghe tiếng khóc của chị Mỹ. Vợ chồng Giao dùng chăn dậy, đi nhanh lên lầu xem chuyện gì xảy ra. Thấy mẹ chồng Giao cuống quýt đi dội xuống, Giao bắt tay bà lại hỏi, mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ chồng Giao kéo Giao lại ghế, bà ấn Giao ngồi xuống giọng hoảng hốt, con ngồi đây đi, đừng có lên trên đó, máu me không à? Máu me. Nghe đến đây, chồng của Giao vội phi nhanh lên lầu. Mẹ chồng của Giao đi nhanh vào phòng lấy cái áo khoác mặc vội, sau lại đi ra mở cửa. Giao ôm lấy bụng bầu chưa lộ 3 tháng mà thấp thỏm lo lắng. Mấy phút sau, anh chồng Giao từ trên chạy ào xuống, cả người bê bết máu, còn chồng Giao lại bồng lấy chị Mỹ, cổ tay máu tuôn không ngừng. Giao sợ quá, xé một chút ói mửa vì cái mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Ba chồng Giao hét lên, Vinh, mà lấy xe lẹ lên đi. Nhà Giao cũng thuộc dạng gọi là dư giả, nên ông bà cho cả nhà chiếc ô tô 7 chỗ để có đi du lịch đây đó. Chồng Giao cũng biết chạy, nhưng chưa có bằng, nên trong nhà chỉ có anh Vinh đủ điều kiện lái được xe.
Chồng Giao bồng chị Mỹ ra xe xong, lại đi vào để ba mẹ chồng cùng anh Vinh đưa chị đi bệnh viện cấp cứu. Lúc vào thì cả trên người của chồng Giao máu me dính đầy, mùi máu tanh khắp nhà. Giao lúc này chịu không nổi, liền ói mửa liên tục. Chồng của Giao xót vợ, nên sau khi đưa Giao lên phòng khách, rồi anh liền lấy cái cây lau đi lau lại từ trên xuống dưới, lau sạch sẽ luôn ở trên lầu chỗ phòng anh chị của Giao. Đến khi chồng Giao dọn dẹp xong xuôi cũng gần 2 giờ sáng. Nhìn chồng quần áo vẫn chưa thay, Giao đau lòng kêu anh đi vào phòng tắm sơ qua một chút. Một lát sau, chồng của Giao đi ra, anh ngồi xuống cạnh. Giao mới hỏi, chuyện gì vậy anh? Chị Mỹ sao vậy? Chị tự tử, cắt cổ tay ở trong nhà tắm. Trời ơi, sao vậy anh? Hình như là gây gỗ với anh Vinh cái chuyện con cái, xong rồi đi vô nhà tắm cắt tay. May mà anh Vinh nghe tiếng chị khóc nên đập cửa kéo chị ra được. Giao ngồi bần thần. Thật sự Giao thấy thương cho chị Mỹ quá. Là thân phụ nữ, Giao hiểu cái nỗi đau của việc không thể có con. Việc có một đứa con do chính mình sinh ra thì niềm hạnh phúc của mọi người phụ nữ mà. Số kiếp, không nói được. Giao tự dưng lại thấy buồn cho vợ chồng anh chị. Anh chị sống hiền lành vậy mà. Sau cái đêm chị Mỹ cắt cổ tay được cấp cứu kịp thời, thì một tuần sau chị được xuất viện về nhà. Thời gian sau, anh chị xin nghỉ công việc đi du lịch rồi đi chùa cầu con cầu cái. Nghe ai bày ai chỉ hay là đọc trên mạng thông tin gì liên quan đến cầu tự, anh chị cũng đi. Mà nhà chồng Giao thì trước bây giờ không có tin lắm, nhưng thấy anh chị mong mỏi, mọi người cũng không có làm anh chị buồn lòng. Cứ vậy, anh chị đi đây đó khắp Việt Nam, gần một tháng cuối cùng cũng vui vẻ trở về. Lúc đó, Giao mang bầu được hơn 4 tháng, bác sĩ siêu âm nói là một bé trai rất khỏe mạnh. Từ ngày anh chị trở về, Giao nhận thấy tình cảm của anh chị dần xa cách. Đỉnh điểm là khi anh chị gây nhau trong phòng, chắc mọi người cũng biết nguyên nhân là gì rồi. Ba mẹ chồng Giao chỉ biết thở dài, mẹ chồng Giao rầu rĩ. Hai đứa này sao mà khổ vậy không biết nữa. Hay là mình làm cách con Mai chỉ đi ông. Ba chồng của Giao chớp mắt lại nhìn sang Giao. Để sau cái đã. Giao bình thường đã nhạy cảm, đừng nói là mang thai lại càng nhạy cảm hơn. Linh tính mách bảo rằng ông bà đang giấu Giao cái điều gì đó. Đêm hôm Giao không ngủ được, cứ lăn đi lộn lại. Anh Viễn cũng không có ngủ được, giọng anh ngai ngái hỏi Giao. Em sao vậy Giao? Ngủ đi cho con nó ngủ nữa. Giao ngồi dậy kê cái gối sau lưng. Em khó chịu quá không có ngủ được. Chồng Giao cũng lồm cồm ngồi dậy, anh dụi mắt. Sao? Em bị sao hả? Có cần đi bệnh viện khám không? Giao lắc đầu ủ rũ. Em bình thường, chỉ có điều hình như ba mẹ giấu em cái gì đó thì phải. Chồng Giao nghe đến đây mặt cũng biến sắc, Giao lại càng khó chịu hơn, nên nhất quyết hôm nay phải hỏi cho ra chuyện. Anh biết cái gì hả? Nói đi. Chồng lắc đầu. Không, anh có biết cái gì đâu. Chắc em có bầu rồi suy nghĩ lung tung ấy, chứ có cái gì mà giấu. Giao giận trong bụng lắm, liền đứng dậy. Giao biết, Viễn biết cái gì đó, nhưng anh cũng giấu Giao. Cô thật sự giận lắm, rõ ràng ai cũng biết, nhưng lại muốn giấu cô. Giao đứng phắt dậy, mở tủ gom mấy bộ đồ. Viễn hoảng hồn bật dậy, ngăn Giao lại. Anh năn nỉ. Đừng em, để anh nói. Ba mẹ cũng không có ý giấu em đâu, mà để vài hôm nữa chắc ăn mới nói. Giao đạt được mục đích, liền kéo tay Viễn ngồi xuống. Anh nói đi. Viễn ấp ống mãi, một lát sau anh mới nói được. Ba mẹ muốn anh cho Vinh mượn... Mượn cái gì?
Viễn cố gắng lắm mới nói, mượn tinh trùng của anh để cấy vào trứng của chị Mỹ. Mượn tinh trùng? Trước kia Giao có nghe nói mượn bụng sinh con, chứ còn mượn tinh trùng sinh con thì chưa nghe bao giờ. Giao à, em sao vậy? Sao đờ người vậy? Giao nhìn Viễn, anh đang lo sốt vó vì thấy Giao ngây ngốc. Anh đồng ý chưa? Viễn ấp úng. Anh nói để hỏi em cái đã. Giao không nói nhiều, chỉ ừ một cái xong rồi cũng leo lên giường giả vờ đi ngủ. Mặc cho Viễn ôm Giao giải thích các kiểu, Giao vẫn không nói năng gì nhiều. Chỉ nói anh là Giao suy nghĩ, còn đồng ý hay không thì Giao chưa có biết. Mượn tinh trùng, chẳng khác nào chị Mỹ có con với chồng Giao. Mặc dù không phải ăn nằm cùng nhau, nhưng sao Giao cứ thấy nó không có đúng cái kiểu gì đó. Viễn nói anh Vinh muốn sinh con nuôi, nhưng chị Mỹ không chịu. Chị ấy nói con nuôi không bằng con ruột thịt. Rồi đâu suy nghĩ cũng được ý tưởng mượn tinh trùng của chồng Giao nên bàn với anh Vinh. Anh Vinh cũng chưa nói sẽ đồng ý, nhưng mẹ chồng của Giao lại đồng ý, còn ba chồng thì cứ phân vân. Viễn nói để hỏi ý kiến của Giao cái đã, dù sao cũng là chuyện lớn trong nhà. Mượn tinh trùng, nghe thì nó đơn giản quá. Sau cái đêm Giao biết chuyện thì đến bây giờ đã một tuần rồi không ai nói với Giao câu nào, mà không nói Giao cũng không hỏi, chắc mọi người vẫn đang suy nghĩ. Vậy mà đêm hôm đó, trong lúc gia đình đông đủ, mẹ chồng Giao mới lên tiếng. Giao à, sẵn có hai đứa ở đây, mẹ hỏi con luôn. Tim của Giao đập thình thịch, anh chị chồng nhìn Giao không chớp mắt, mà chồng Giao cũng lo lắng không kém. Mẹ nói đi mẹ. Mẹ chồng của Giao nhẹ giọng. Anh chị của con không có con được, con cũng biết phải không? Hôm bữa cô Mai có ghé nói là mượn tinh trùng thằng Viễn cấy vào trứng của con Mỹ, coi như giữ dòng giống cho họ nhà mình. Nếu như đi mượn của người ngoài, thì trong nhà của mình giúp nhau. Anh em tụi nó cùng một dòng máu, nên chắc gen cũng giống nhau. Con nghĩ sao hả Giao? Ba chồng Giao cũng lên tiếng. Con suy nghĩ đi, dù sao cũng chuyện quan trọng, nếu không có đồng ý... Ông chưa nói hết câu, đã nghe mẹ chồng gắt gỏng. Sao không được chứ? Chị Mỹ cũng sụt sịt. Thật tình, chị hết cách mới nghĩ đến cái việc này. Anh chồng Giao cũng ủ rũ. Giao à, anh chị không có ép em cứ suy nghĩ đi. Giao nghe mọi người nêu ý kiến mà tim như muốn văng ra ngoài. Nhìn gương mặt xinh đẹp và đau buồn của chị Mỹ, lòng Giao nặng trĩu, lại quay sang gương mặt khốn đốn bất lực của anh Vinh, Giao càng sầu. Chưa bao giờ Giao thấy cái chất đục đục ở trong kia lại quý giá đến như vậy. Nhưng mà đồng ý hay không, Giao không thể trả lời ngay. Giao lo lắm. Mọi người để con suy nghĩ được không? Mai con sẽ trả lời. Mẹ chồng Giao có vẻ không hài lòng, nhưng bị ba chồng Giao cướp lời. Việc quan trọng, suy nghĩ đi con. Cả đêm đó, Giao suy nghĩ mãi. Đến cả Giao phải gọi về cho mẹ ruột của mình để hỏi ý kiến bà. Bà lại nhất quyết không chịu. Bà nói rằng, cho mượn như vậy khác gì chung chồng. Mà Giao cũng không phải dạng người cẩu hữu, nhưng mà vấn đề này Giao vẫn thấy nó kỳ kỳ làm sao đó. 5 giờ sáng Giao vẫn không ngủ được, mà trời lại hầm quá, cô mới rón rén đi ra ngoài định mở cửa tập thể dục một chút. Vừa mở cửa đã gặp anh chồng Giao ngồi ngoài xích đu hút thuốc, Giao xém chút giật bắn người. Sao em dậy sớm vậy? Giao cười cười trả lời Vinh. Em khó ngủ. Giao nhìn về phía anh Vinh, thấy gạt tàn thuốc đã đầy đầu lọc. Chắc hẳn anh hút nhiều lắm. Mà anh chồng của Giao trước tới bây giờ chưa thấy anh hút thuốc lần nào. Giao định đi vào thì nghe tiếng anh Vinh gọi lại. Giao à, anh nhờ em việc này được không?
Giao giật mình quay lại nhìn anh. Việc gì hả anh Vinh? Người đàn ông vốn đã gầy gò, nay còn xanh xao hốc hác đến đáng thương. Anh nhìn Giao. Cái việc tối hôm qua mẹ nói em đồng ý được không? Xem như giúp anh một lần đi. Giao vẫn nhớ rõ lời mẹ ruột Giao nói, nên quyết từ chối thẳng. Em nghĩ không được đâu anh à. Anh Vinh không nói gì, anh đi đến trước mặt Giao trực tiếp quỳ phịch xuống, giọng run run. Anh có bệnh từ nhỏ, hôm trước anh đi khám, phát hiện ra ung thư phổi giai đoạn cuối. Ung thư phổi? Giao điếng người như không tin vào tai của mình nghe được nữa. Cô đỡ tay anh lên, giọng cũng run run theo. Anh nói giỡn cái gì vậy anh Vinh? Cái gì mà ung thư? Vinh cúi đầu, cô nhìn thấy được giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Anh không có nói cho ai biết, vì anh sợ làm mọi người đau lòng. Từ nhỏ anh đã yếu đuối, cũng không biết nó chuyển biến xấu qua ung thư khi nào. Anh thương chị Mỹ lắm, anh biết xin em thì hèn hạ, nhưng anh hết cách rồi. Nhìn chị Mỹ cắt cổ tay, anh đau lòng lắm. Giao không biết phải nói làm sao cho mọi người hiểu cảm giác của mình khi đó. Anh Vinh, anh chồng, sống rất tốt. Ngày vợ chồng Giao cưới nhau, anh cho vợ chồng Giao một chiếc xe máy làm quà cưới. Mỗi khi Giao với anh Viễn gây nhau, anh lúc đó cũng là người bên Giao chầm chầm. Rồi là anh sống chan hòa với bà con xung quanh, làm bí thư nhưng chưa ăn hối lộ một ngàn nào. Người tốt như vậy sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi khi tuổi đời còn quá trẻ? Giao à, em không hiểu được cảm giác mà anh là một thằng đàn ông phải đi xin tinh trùng cho vợ mình có bầu. Anh nhục nhã, ê chề lắm. Nhưng mà vì vợ, vì tương lai, vợ anh không ngại ngùng gì hết đó. Anh biết em lo sợ cái điều gì, nhưng em tin. Thằng Diễn tin chị Mỹ đi, có được không? Có xin tinh trùng cũng là con của anh, không liên quan gì đến thằng Diễn đâu. Em đừng có lo. Giao câm lặng, không biết nói điều gì. Cái Giao sợ là cái việc đó đó. Cô sợ rồi đây nếu chị Mỹ sinh ra đứa bé thì đó xem như là con của chồng Giao, mà Giao đây là vợ anh. Việc nhìn anh có con với người khác cũng đủ khiến Giao đau đầu rồi. Chưa kể sau này sẽ phát sinh ra bao nhiêu việc nữa. Còn đứa con của bọn Giao nữa, con của anh chị, rồi con của vợ chồng Giao sẽ ra sao? Nhưng nhìn anh chồng Giao quỳ xuống gian sinh mà lòng cô đau đớn, thật sự mệt mỏi lắm. Anh Vinh, anh đứng lên trước đi. Anh Vinh vẫn quyết không chịu, anh khóc. Lần đầu tiên từ khi Giao về đây làm dâu, Giao thấy anh khóc. Anh cầu xin em giúp cho anh lần này đi. Anh sẽ bù lại cho em một căn nhà và tiền đứng tên của em. Dù sao, anh vẫn còn sống, anh sẽ đi điều trị, sống được ngày nào hay ngày đó. Anh sẽ dọn ra ngoài ở riêng, để em không thấy mặc cảm về đứa con. Anh van xin em, cầu xin em. Anh Vinh nắm lấy tay của cô. Giao thẫn thờ ngay dại. Đàn ông giữ kỹ nhất là sĩ diện. Nhưng vì vợ anh có thể không có ngại quỳ dưới chân Giao mà xin xỏ. Cô siêu lòng, thực sự có một chút siêu lòng. Giao nắm tay anh, đỡ đứng lên. Anh đứng dậy đi. Em suy nghĩ, mai em sẽ trả lời. Anh Vinh không thấy Giao đồng ý, vẫn ủ rũ lắm, nhưng anh vẫn không ép Giao. Việc này em đừng nói cho ai biết. Anh không muốn mọi người loạn lên vì anh. Nhất là mẹ. Bà mà biết, chắc sẽ bệnh đó. Giao gật đầu. Cô cũng không có ý định nói cho ai biết. Đi vào trong phòng, Giao lại một lần nữa suy nghĩ thật nhiều. Cuối cùng vẫn không nhịn được. Cô gọi cho mẹ ruột kể hết với bà. Lần này bà không phản đối mà chỉ buồn buồn nói Giao suy nghĩ cho kỹ. Dù sao Viễn cũng là chồng Giao.
Mẹ Giao đã siêu lòng vì anh Vinh quá đáng thương, mà Giao cũng đã có câu trả lời. Tối ngày hôm sau, khi cả nhà đang ăn cơm tối, Giao lấy hết can đảm, nói một hơi không cho ai chen vào. Mẹ, cái việc hôm qua mẹ nói con suy nghĩ kỹ rồi, con đồng ý. Cả nhà buông đũa nhìn Giao chầm chầm, đến cả chồng Giao còn ngạc nhiên, anh hỏi. Em đồng ý hả Giao? Ừ. Chị Mỹ mừng quá mà khóc, chị nói. Chị biết khó xử cho em, nhưng mà chị hết cách rồi. Xin người ngoài, chị không có yên tâm, dù sao chú Diễn cũng là anh em ruột với anh Vinh. Mẹ chồng Giao cũng sụt sùi. Tốt quá rồi, để mẹ nói cô Mai, sắp xếp coi bữa nào làm được. Ba chồng Giao cũng vui vui, còn anh Vinh thì vui mừng như điên. Nhìn anh Vinh ôm chị Mỹ cười hạnh phúc, mà lòng Giao sao ngổn ngang quá. Giao không biết mình quyết định đúng hay sai, nhưng nhìn nụ cười của chị Mỹ, trong Giao lại cố trấn an bản thân mình. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, chắc chắn sẽ như vậy. Bụng của Giao được 7 tháng thì anh Vinh anh chồng Giao chết. Nguyên nhân cái chết không có liên quan đến bệnh hiểm nghèo của anh. Anh bị tai nạn giao thông mà chết. Giao khi nghe tin như muốn đứng hình. Thật sự Giao không tin được sự thật vừa nghe. Mới hôm qua anh Vinh còn đưa cho Giao giấy tờ miếng đất ở bên khu A đứng tên Giao. Giao còn nhớ như in những lời anh nói. Hôm anh hứa với em, anh sẽ cho em. Hiện giờ vừa chuyển nhà chưa có đủ tiền, nhưng miếng đất này anh sang tên cho em trước để em an tâm. Giao còn giận dỗi không lấy, nhưng anh nhất định đưa cho bằng được. Anh cười rạng rỡ nói là vợ chồng anh bây giờ sống hạnh phúc lắm, tất cả là nhờ Giao, nên kêu Giao nhận cho anh vui, dù sao miếng đất này cũng sang tên cho cô rồi. Vậy mà hôm nay anh đã chết, đau lòng đến mức muốn khóc thật lớn. Vì bụng có Giao khá to nên Viễn không cho Giao đi lên bệnh viện gặp anh Vinh lần cuối. Lúc Giao được gặp anh chồng thì khi đó anh đã êm đẹp nằm trong cái quan tài vuông vức kia. Cảnh phúng viếng chỉ có chồng Giao cùng chị Mỹ để tang không khỏi làm cho người ta đau lòng. Anh đi khi còn chưa biết được chị Mỹ có thành công trong pha cấy ghép hay không. Ba mẹ chồng Giao lại già thêm một chút nữa, nhìn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà khiến cho Giao tê dại. Thật sự anh chồng của Giao chết là cú sốc to lớn quá với gia đình của Giao. Mẹ ruột Giao đến phúng viếng, bà kéo Giao ra sau. Cái giấy tờ đất con nói cho thằng Viễn biết chưa? Giao lắc đầu. Chưa mẹ. Bà gật đầu dặn dò. Con nói đi, để không mất công sau này rắc rối. Giao định bụng là sẽ trả lại cho chị Mỹ, nhưng sau đó là xảy ra biến cố đau thương nên Giao quên mất. Sau ma chay của anh Vinh, mẹ chồng Giao kêu chị Mỹ dọn về ở chung với gia đình Giao cho tiện với đỡ buồn. Vì ba mẹ chị Mỹ chết sớm, chị có bà con ở bên nước ngoài, lúc anh Vinh chết cũng không thể về được. Nên ngoài nhà chồng có Giao ra thì chị chỉ còn cô Mai là bà con thân thiết nhất. Nhưng dù sao, cô của chị cũng đã có chồng nên cũng không có tiện trong việc chăm sóc cho chị Mỹ. Chị Mỹ trước kia xinh đẹp là vậy, bây giờ lại héo hon gầy ốm khiến ai cũng thương. Có cái đau nào hơn khi nhìn chồng mình chết chứ? Tu bao nhiêu kiếp mới gặp được nhau, lại tu bao nhiêu đời mới có duyên vợ chồng. Vậy mà hạnh phúc chưa được bao lâu thì duyên lầm lỡ, hỏi lòng người làm sao chịu đựng được trong một sớm một chiều. Kể từ khi anh Vinh chết, trong nhà mọi người dành hết sự chăm sóc cho chị Mỹ. Ngay cả chồng Giao cũng quan tâm đến chị nhiều hơn mọi khi. Mà Giao thì xem như đó là việc tất yếu, cũng không có khó chịu hay kêu ca gì, mặc dù cái tai của Giao cũng đang dần lớn lên, cần được nhiều sự chăm sóc.
Mọi người luôn kêu chị Mỹ thường xuyên đi ra ngoài chơi sẽ tốt hơn, giúp cho tinh thần thoải mái, mà chị Mỹ sau đó cũng nghe lời, không còn ru rú trong nhà như trước nữa. Có khi chị đi chơi với bạn đến gần sáng mới về, nhưng mọi người vẫn không nói gì, hoặc nhiều khi chị đi uống say không có về được, liền gọi điện kêu chồng Giao đưa về. Giao vẫn không để ý lắm, vì nghĩ chị đáng thương. Giao vẫn luôn nghĩ rằng vì chị Mỹ đau buồn nên quan tâm đến chị ấy nhiều hơn là bình thường. Đến sau này Giao mới biết đó là cái dạy lớn nhất của cuộc đời Giao. Sau 49 ngày của anh Vinh thì gia đình Giao đưa chị Mỹ đi làm cấy ghép, nhưng chị không đồng ý. Chị nói: để con đi một mình được rồi, dù sao cũng đã có sẵn tinh trùng ở bệnh viện, con không muốn làm mọi người lại lo lắng đâu. Mẹ chồng Giao gật đầu: cũng được, con đi cẩn thận nghe. Chồng Giao cũng không nói gì, anh chỉ khuyên chị đừng có áp lực quá, hãy để mọi thứ tự nhiên. Mọi người nghĩ chắc do chị còn buồn nên cũng không ai phản đối, dù sao vẫn có cô Mai sẽ giúp cho chị. Việc cấy ghép tinh trùng của chồng Giao vào trứng của chị Mỹ được thành công. Khi Giao bầu 9 tháng thì chị Mỹ có thai được 1 tháng. Cả nhà khi đó vô cùng vui mừng, mà Giao cũng cảm thấy thật sự rất vui. Giao hiểu cái cảm giác mong con, yêu con là như thế nào, nên đối với niềm vui mừng của chị Mỹ, Giao chỉ có ủng hộ vui vẻ chứ không có mảy may suy nghĩ sâu xa. Cái ngày sinh cận kề, đêm trước ngày dự sinh, Giao đau bụng chuyển dạ, cả nhà tức tốc đưa Giao đi bệnh viện. Đến gần sáng Giao sinh thường, nhưng đứa nhỏ đã chết trong bụng mẹ do tràn qua quấn cổ quá chặt. Khi biết tin Giao đã bị sốc đến một tuần lễ. Đến khi tỉnh dậy, Giao vẫn còn nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cho cô ngây dại. Đến khi đó, Giao mới biết là con đã chết. Đứa con vừa mới chào đời. Giao hận bản thân mình làm mẹ mà sao quá vô dụng. Cô lại trách sao cuộc đời quá bất hạnh. Giao điên cuồng hét lên, lại điên dại rút tất cả dây truyền dịch. Chồng Giao nghe tiếng động, anh bật dậy hô hào. Diễn nhìn Giao hốc hác, anh cay xè. Đừng mà em sẽ có đứa khác, đừng có nạ mình. Tiếng của ba chồng nắc quãng. Giao à, đừng có như vậy con, ráng lên con ơi. Giao đau quá, đau đến điên dại. Cô sống tốt lắm, không có dám làm điều gì xấu xa, sao ông trời lại đối xử với Giao như vậy? Giao thương con, thương quá đứa con mong mỏi 9 tháng 10 ngày này. Mẹ Giao nghe tiếng cũng chạy vô, bà ôm lấy cô khóc lóc. Giao à, mẹ xin con, đừng có vậy mà con, để con của con nó đi thanh thản đi, đừng có làm như vậy mà. Mẹ chồng của Giao lúc đó chắc là đi gọi bác sĩ. Giao không nói được câu gì, chỉ biết lắc đầu điên cuồng. Mãi khi bác sĩ đến chích liệu an thần, Giao mới nhẹ nhàng và ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, Giao nghe được tiếng chồng Giao nức nghẹn. Sau khi tỉnh dậy, Giao hứa với con với lòng rằng sẽ sống thật tốt để con của Giao có thể yên tâm về người mẹ vô dụng của nó. Ngày Giao xuất viện trở về, chị Mỹ chạy ra đón. Chị ôm chầm lấy cô mà khóc rất nhiều. Giao chỉ gật đầu, sau đó được Viễn dìu vào trong. Dù cho con của Giao đã mất, nhưng cô vẫn là sản phụ, cho nên mẹ ruột của Giao vẫn chăm sóc như trong thời gian ở cữ. Đêm nào Giao cũng khóc, lại nhìn quần áo trẻ em treo trong tủ mà khiến lòng Giao giá lạnh. Cô khóc đến độ mắt sưng húp, ai nấy đến thăm cũng đau lòng. Sau khi sinh con,
Cô gầy đi còn có 49 kg, đến hôm nay gần một tháng chỉ còn 43 kg, người gầy đến không có thể nhận ra. Vậy mà ngực vẫn căng, sữa tuôn ào ạt. Mỗi lần ngực căng vì sữa về, Giao lại khóc. Giao ước gì con Giao vẫn còn sống để nó có thể uống những dòng sữa này. Không hề được ôm con, cũng không được nghe tiếng con khóc, có ai sinh con mà như Giao hay không. Bác sĩ từng nói tràn qua không sao, do bé nghịch quá nên bị quấn. Nhưng sao con của Giao một đi không trở lại? Nó đã biết gì, nó còn chưa kịp mở mắt nhìn Giao, nhìn ba nó, còn chưa kịp khóc tiếng khóc đầu đời. Mẹ Giao nhìn con gái khóc, bà cũng khóc theo. Hai mẹ con Giao cứ như vậy mà ôm nhau khóc. Một tháng sau khi Giao ra cử, mẹ Giao cũng về quê. Cô lại đi dạy trở lại. Ai nấy đều đau xót cho cô, nhưng thời gian đều làm mờ đi tất cả. Chị Mỹ đã có bầu được 5 tháng, là một bé gái. Mẹ chồng Giao có chút buồn buồn, nhưng dù sao, có vẫn tốt hơn không. Bà từ chăm sóc cho Giao chuyển qua chăm sóc cho Mỹ, nhưng vẫn không quên cắt thuốc bổ cho Giao uống mỗi ngày. Viễn thương Giao, thương con, nên anh thời gian này đi làm xin về rất sớm. Anh đưa Giao đi ăn uống, đi du lịch đây đó cho Giao thoải mái. Mãi đến khi con của cô mất gần một năm, Giao vẫn chưa có bầu lại được. Bác sĩ nói Giao cần phải điều dưỡng thêm. Chị Mỹ khi đó đã sinh bé bối được 4 tháng. Bé con trắng trẻo xinh xắn lắm. Nó không có giống chồng Giao mấy mà lại giống y như chị. Thật sự rất xinh. Do trong họ giấu việc mượn tinh trùng của chồng Giao, nên mẹ chồng Giao luôn nói với mọi người rằng bé bối là sau khi anh Vinh mất mới phát hiện ra có bầu. Còn chị Mỹ thì thai to nên sinh muộn. Nhưng sự thật, chị Mỹ sinh sớm hơn bình thường đến 1 tháng, là con so, nhưng lại sinh quá sớm, đến Giao cũng thấy ngạc nhiên. Từ ngày có bé con, chồng của Giao quấn con bé lắm, vì theo anh nói thì đó là con anh trai anh, cũng như cháu ruột của anh rồi. Có đôi khi Giao thấy anh chơi với bé bối đến vui vẻ, kế bên là chị Mỹ tươi cười mà khiến cho lòng Giao nhoi nhói. Cô biết chồng của cô tốt mà. Cô biết là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng nhìn cảnh họ vui đùa với nhau, cô lại cảm thấy như người thừa thãi, như thể họ mới là gia đình, còn cô chỉ là người ngoại cuộc. Đau đớn khi mất con, ám ảnh khi nhìn Viễn vui đùa với bé bối khiến tinh thần của cô hoảng loạn. Giao như trầm cảm chính suy nghĩ của mình. Cô càng đau đớn hơn khi thấy Viễn ngày càng gần gũi với chị Mỹ. Nhiều lần Giao nói với anh chỉ nói cô suy nghĩ vớ vẩn, còn cười hì hì nói rằng em cứ suy nghĩ lung tung thôi, là chị Giao anh với cháu của anh mà. Xem phim nhiều lại hay nghĩ vớ vẩn đó. Giao nghe anh nói cũng không có nói lại, vì cô cũng cảm thấy cô không có đủ bằng chứng hay lý do gì nói họ có gian díu, mà cô lại rất sợ cái suy nghĩ lung tung của cô là sự thật. Cho đến một hôm, bình thường chủ nhật Giao được nghỉ không đến trường, nhưng hôm nay có vài phụ huynh gửi con do họ tăng ca đi làm. Mà Giao sau khi con mất rất muốn chăm sóc các bé ở trường mầm non. Điều đó làm cô có cảm giác như cô đang chăm sóc con trai của chính mình. Hôm nay đi đường một đoạn, cô mới nhớ mình quên cái điện thoại, liền quay xe về lấy. Đến khi Giao mở cửa bước vào phòng, liền thấy chị Mỹ đang ôm hôn chồng của mình, còn anh thì đứng yên cho chị hôn. Bé bối thì đang ngồi trên giường, đang chơi với mấy tấm ảnh siêu âm của con Giao. Giao hoảng loạn hét lên một tiếng, làm cho hai người giật mình. Viễn lúi húi xô chị Mỹ ra, chạy đến chỗ của Giao, anh cuống quýt. Giao, anh không có, thật ạ. Giao nhìn anh, nhìn người chồng Giao yêu thương, lại nhìn thấy những tấm ảnh siêu âm của con trai bị dò nhăn nhúm. Giao điên tiết,
giật mạnh đi từ tay của bé bối, khiến cho con bé nó giật mình khóc thét lên. Chồng của Giao cũng vì vậy mà quay sang giận dữ. Em làm cái gì vậy? Nó là con nít mà. Giao đau lòng vuốt phẳng phiêu ảnh của con trai bé bỏng, nước mắt rơi không ngừng. Đây là con của tôi, là con của tôi. Diễn nhìn thấy Giao khóc đến tê tâm tê phổi, anh mới ôm lấy cô. Lại nhìn ảnh siêu âm đen trắng mờ ảo Giao nâng niu trên tay, anh mới trầm mặt giọng nỉ non. Anh biết rồi. Giao hất anh ra, chỉ vào mặt của chị Mỹ. Hai người ở trong phòng tôi làm cái gì? Hai người yêu nhau à? Không có đâu em ạ, vì chị nhớ anh Vinh quá. Mắc cười chưa? Nhớ anh Vinh là đi hôn chồng của tôi. Đây là chồng tôi mà. Chị nhớ anh Vinh, cho nên mới hôn anh Diễn. Chị thiếu đàn ông tính như vậy sao? Sai lầm. Tôi giúp chị có con là sai lầm của tôi. Chị Mỹ ôm lấy bé bối khóc đến thê lương. Chị lỡ dạy, xin em đó Giao ạ. Chị và bé bối sẽ chuyển đi. Chị xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Nói rồi, chị ôm bé bối chạy lên lầu, vừa đi vừa khóc. Đến sau này, Giao mới chợt nghĩ ra, nếu như hôm đó Giao phanh phui mọi chuyện, thì có lẽ mọi thứ sẽ không có tệ hại như hôm nay. Nhưng trách làm sao được, ý trời ai mà cản được đâu. Tối hôm đó, Viễn ôm lấy Giao, anh xin lỗi rất nhiều. Giao à, là chị Mỹ vì quá nhớ anh Vinh, chứ thật sự không có gì khác đâu, em đừng có hiểu lầm. Cô nhìn anh, nhìn người chồng cô yêu thương. Nhớ anh Vinh mà hôn anh. Viễn nắm lấy tay của cô, anh gắt gao nói. Chưa hôn mà em, chỉ là chị ấy. Giao nhìn anh giọng chất vấn. Chỉ là thế nào? Nếu em không có vào ngay lúc đó, thì có phải hai người đã lên giường cùng Giao rồi hay không? Diễn lần này hốt hoảng, anh vội chữa cháy. Anh nói không có gì thật mà. Làm sao thì em mới chịu tin anh đây? Giao nói trong uất ức. Dọn ra ngoài ở riêng đi. Dù sao chị Mỹ cũng có ba mẹ rồi, có bé bối. Chúng ta trước sau cũng nên dọn ra ngoài. Diễn nhìn Giao, anh có chút chần chừ. Nhưng mà anh Vinh chết, trong nhà còn có mình anh, đi làm sao được? Vậy anh muốn em phải đối diện làm sao với hai người? Cái hình ảnh hai người hôn nhau còn sờ sờ trước mắt em đây nè. Anh nói đi, nói đi. Diễn ôm lấy cô, anh cũng nói trong nghẹn ngào. Giao à, anh xin em, xem như anh có lỗi đi, nhưng bây giờ anh cũng thể dọn ra riêng được đâu. Anh hứa với em, hứa với em là anh và chị ta sẽ không có gặp riêng nhau nữa. Từ bây giờ anh cũng không có thân với bé bối nữa. Anh hứa đó, anh hứa thật lòng đó em à. Cô nhìn anh, nhìn người đàn ông cô yêu thương thật lòng. Anh đang ôm lấy cô, kể từ khi quen anh thì đây là lần thứ hai cô thấy anh nghẹn ngào, lần đầu là lúc anh chồng Giao mất. Giao thương chồng vì anh ấy rất yêu thương cô, nên đêm đó cô quyết định bỏ qua cho anh. Nói cho cùng, bản thân cô cũng là phụ nữ, mà phụ nữ khi chưa trải qua đau lòng sẽ không bao giờ có được sự mạnh mẽ nhất định. Quả thật như chồng Giao nói, anh hạn chế gặp bé bối và chị Mỹ. Ở đâu có họ, anh sẽ không có xuất hiện ở đó. Giao cũng không thấy vui vẻ, vì bởi Giao biết anh thương bé bối. Nói cho cùng, nếu đúng ra thì con bé là con ruột của anh mà. Một hôm, Giao đi làm về sớm, thì thấy Diễn đang ôm bé bối ngoài công viên gần nhà. Sau lưng anh là chị Mỹ. Bọn họ nhìn như một gia đình nhỏ ấm cúng. Còn Giao cứ như tình nhân của anh, chỉ đứng sau lưng nhìn họ hạnh phúc. Cô quay xe đi về, trong lòng còn đau. Giao không có cấm Diễn yêu thương bé bối, nhưng việc anh thân với chị Mỹ làm cho cô rất đau lòng. Nhưng thôi, không nên quá cưỡng cầu sẽ trở nên rối rắm. Vừa mới dắt xe vào nhà, Giao đã nghe tiếng mẹ chồng gắt gỏng.
Giao, mày riết rồi sao vậy? Giao há hốc miệng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ, sao vậy? Mẹ chồng Giao vẫn cái dáng bộ gắt gao. Con Mỹ nó kể mẹ nghe hết rồi. Dù sao... Nói đến đây, bà nhỏ giọng. Dù sao con bối nó cũng là máu mủ thằng Diễn. Con cấm tụi nó gặp nhau sao được? Giao chợt hiểu ra. À, thì ra là chị Mỹ kể khổ với mẹ chồng Giao đây mà. Mẹ, chị Mỹ kể như thế nào? Mẹ chồng Giao cũng không phải là người không có hiểu chuyện. Gương mặt bà có chút bất đắc dĩ. Nó không có nói gì nhiều. Nó chỉ nói con không có cho Diễn gặp con bối vì sợ tụi nó thân nhau. Mẹ thì không đồng ý đâu. Bây giờ mẹ con bối còn có gia đình mình thôi. Ép nó thì tội cho nó. Mẹ biết con lo cái điều gì. Nhưng con yên tâm đi. Con Mỹ nó không phải là người như vậy. Giao gạt chống xe, tay xách cái túi sữa chua lè mà bé bối và anh Diễn rất thích. Mẹ thấy con quá đáng lắm sao? Tại mẹ không biết... Nói đến đây, Giao lại ngừng khi nhìn thấy gương mặt già đi của mẹ chồng. Bà thương cô, mặc dù không có thương như con ruột, nhưng chí ít giữa cô và bà không có chuyện mẹ chồng nàng dâu máu lửa. Bà công bằng giữa Giao và chị Mỹ, cũng không có khắt khe quá nhiều. Hơn nữa, anh Vinh cũng vừa mất, bà cũng chỉ vừa mới vui vẻ trở lại. Cô không có muốn nhìn bà khổ tâm. Mà thôi, không có gì đâu mẹ à. Con giận vì anh Diễn không có quan tâm con thôi. Hôm đó hình siêu âm thằng bé nhà con bị bé bối nó dò nát. Con xót nên lời qua tiếng lại thôi. Không có gì to tát đâu. Mẹ chồng cô ngạc nhiên. Có chuyện đó sao? Giao cũng làm bộ ngạc nhiên theo bà. Trời ơi, vậy chị Mỹ không có kể cho mẹ nghe hả? Mẹ chồng Giao lắc đầu. Cô cũng không nói thêm. Mục đích của cô cũng chỉ muốn vậy, muốn bà biết rằng chị Mỹ không có thật lòng kể hết cho bà. Giao vẫn yêu chồng, vẫn thương chồng rất nhiều. Mẹ chồng cô nhìn cô, bà không nói gì. Cô nghĩ bà thông minh, chắc hiểu mọi việc. Nhưng có vô số việc, sau này cô mới biết. Có thể họ hiểu, nhưng làm sai, họ vẫn cứ làm sai. Giữa thấu hiểu và cảm thông hình như không bao giờ đi đôi với nhau được. Sau cái hôm đó, Giao vẫn không nói gì với Viễn, mà anh thấy cũng không có ý định muốn nói cho Giao nghe. Cô vẫn thường bắt gặp anh ấy chơi đùa cùng với bé bối. Giao thấy, Giao biết và Giao cũng chấp nhận làm ngơ, chỉ cần giữa anh Diễn và chị Mỹ không xảy ra chuyện gì là được. Chắc nhiều người sẽ nghĩ là Giao ngu ngốc, ai lại để cho chồng mình như vậy chứ? Thật sự có trách cô. Có cho cô thay đổi, cô vẫn không làm khác được. Cô đã mất đi đứa con, cô hiểu tình máu mủ là như thế nào. Mà sự thật thì Diễn là cha ruột bé bối. Cấm làm sao được cha con họ gần nhau. Giao không thích thì tránh đi, còn muốn chia rẽ họ, thật sự thì Giao không có làm được. Còn về anh Diễn và chị Mỹ, thì đó lại là cái vấn đề khác. Người muốn lăng nhăng, người muốn lăng loàn, có cản có trói cũng không được. Cô có chồng chứ, không phải có con mà cứ luôn quản lý anh ấy. Mà khi hạnh phúc thì biết gì đến việc chia ly. Giao vẫn luôn nhắc anh Diễn rằng, chị Mỹ là chị dâu, đừng có làm cái gì đó quá đáng. Anh ấy mỗi khi nghe Giao nói chỉ im lặng, không cãi lại cũng không có khó chịu. Anh chỉ nói, anh biết rồi, em là vợ của anh. Giao nghe anh trả lời trong lòng cảm thấy rất dễ chịu. Chí ít chồng của cô vẫn biết yêu thương cô. Hôm nay nhà của Giao nấu món canh cá. Suốt bữa ăn, Giao không có đụng vào chén canh, cảm thấy cái cổ họng cứ nhợn lên. Ăn được nửa chén cơm, ngay khi Diễn gấp cho Giao một ít thịt cá. Ngửi thấy mùi, Giao liền ói mửa liên tục, khiến cho Diễn lo sốt gió. Chạy dù vào nhà vệ sinh, cổ họng đau buốt, ruột gan lại cứ lộn lên. Cô cố ói ra, nhưng lại không có ói được cái gì. Cái cảm giác này rất là khó chịu. Diễn ở bên cạnh hết vỗ lưng lại an ủi. Em làm sao vậy? Hôm nay ăn trúng cái gì hả?
Giao vội lắc đầu, giọng mệt mỏi. Không, em có ăn cái gì đâu. Ói hoài một lúc, đến khi cảm nhận không còn chút gì có thể ói được, Giao mới được Diễn dìu vào nhà. Mẹ chồng Giao chờ sẵn và dúi vào tay Diễn một chút tiền, cười nói. Diễn à, đưa con Giao nó đi khám đi, nhanh lên. Diễn trơ mắt. Cô ấy, vợ của con vẫn không có sao mà mẹ. Mẹ chồng Giao cười toe toét. Cái thằng này, con Giao nó giống có thai lắm rồi đó. Có thai? Giao còn ngạc nhiên vô cùng, phải nói Giao chưa hề nghĩ đến. Dạo gần đây, Giao vừa mới chuyển đến trường mầm non công lập, dạy lớp trẻ 2 tuổi. Thời gian bận bịu lại thêm việc bán đất ở dưới quê của mẹ ruột Giao, làm cho Giao không có thời gian mà suy nghĩ đến cái chuyện mang thai. Mà nghe mẹ chồng cô nói, cô mới suy nghĩ lại, hình như tháng này đã trễ hơn 5 ngày. Diễn cuốn quýt, anh chạy như bay vào phòng, cầm vội cái áo, đưa Giao đi đến bệnh viện. Kết quả như mẹ chồng Giao đoán, cô có thai, thai được 5 tuần, đã vào tổ nhưng chưa có tim thai. Có một chút lo lắng, cô hỏi bác sĩ. Sao chưa có tim thai hả bác? Bác sĩ cười trừ. Không có sao, có người đến 7-8 tuần mới có, không phải lo lắng quá đâu, một tuần sau đến khám lại nghe. Giao nghe bác sĩ trấn an cũng đỡ lo đi phần nào. Lần này mang thai, cô phải chú ý và cẩn thận nhiều hơn nữa. Nỗi đau lần trước vẫn còn ám ảnh trong cô rất nhiều. Khỏi phải nói, Diễn vui đến mức độ nào, anh gần như muốn ôm lấy Giao hét lên trong bệnh viện. Nhìn chồng vui vẻ, người làm vợ như cô cũng vui không kém. Sang ngày hôm sau, Giao báo cho mẹ Giao biết việc cô có thai. Bà mừng đến nỗi lên thăm cô và chăm nom cô đến qua 3 tháng đầu. Thời gian này cả nhà dồn tất cả sự quan tâm vào cô, vì theo như lời bác sĩ nói, rất có thể cô mang thai con trai. Ba mẹ chồng cô vui như hội, ông bà nay nấu món này, mai nấu món kia cho mẹ con Giao bồi bổ. Mẹ ruột của Giao về lại quê, cũng không quên mỗi tuần gửi xe lên cho một con cá chép, một vài con bồ câu, gần chục trứng gà ta, lại thêm rau sạch ở dưới quê mẹ Giao trồng. Bé bối gần 3 tuổi, con bé đáng yêu xinh xắn lại không quá nghịch ngợm. Thời gian trước mặc dù Giao và con bé không có thân, nhưng Giao và con bé cũng không đến nỗi xa lạ. Vậy mà không hiểu vì sao, từ khi cô mang bầu được 3 tháng, mỗi lần con bé gặp Giao lại cứ sụ mặt và miếu máu. Có hỏi thì con bé không nói, chỉ ôm lấy chị Mỹ hay mẹ chồng của Giao chầm chầm mà thôi. Mỗi lần như vậy, chị Mỹ luôn ra vẻ dịu dàng ôm lấy bé bối, giọng rất nhu hòa. Bối à, thím Giao đang có em bé, sau này bé ra đời sẽ chơi với con đó. Bé bối nhìn Giao tò mò, gương mặt rất đáng yêu, vậy mà bỗng dưng con bé lại khóc thét lên. Không, con không có chơi với ma quỷ đâu, không, không. Giao nghe con bé nói thì rất ngạc nhiên, không hiểu sao con bé lại nói những cái lời như vậy. Có khi do Giao không thường xuyên chơi với bé bối nên nó không có thân, hoặc cũng có thể đang trong độ tuổi khủng hoảng nên con bé đâm ra hay miếu máu, la hét và khóc nhè. Con trẻ mà, ăn nói linh tinh và khóc lóc bát nháo là giỏi nhất thôi. Chị Mỹ thì cứ luôn miệng xin lỗi Giao và mắng con bé. Việc đó làm cho cô rất khó chịu. Cô thật lòng không có trách con bé. Có ngạc nhiên thật đó, nhưng trách nó thì không. Trẻ con nói năng du chơ thì trách làm sao được. Mẹ chồng Giao thương cháu nên cũng không có trách bé bối. Chỉ kêu chị Mỹ đừng cho con bé xem quá nhiều phim hoạt hình lung tung để rồi ảnh hưởng đến tâm lý. Sự việc xảy ra chỉ Giao, chị Mỹ với mẹ chồng Giao biết.
anh Diễn và ba chồng Giao thì không có biết cái việc này. Đến khi thai được 5 tháng thì Giao nhập viện vì sinh non. Đứa bé mất do tim ngừng hoạt động. Giao khi đó lại một lần nữa chết lặng. Ngày Giao tỉnh lại trong bệnh viện, cô như người điên kêu gào khóc thương. Cô không hiểu tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Đứa trước rời đi, đứa sau cũng rời đi. Cái lý do tim thai ngừng đập nghe sao mà nó vô lý quá. Giao đập phá tất cả mọi thứ xung quanh. Cô càng không cho ai đến gần, vì với cô bây giờ không ai có thể bù đắp được cái nỗi khốn khổ trong lòng. Diễn nhìn thấy Giao gào khóc, anh ôm lấy cô vào lòng, cái ôm mạnh mẽ, giọng của anh uất nghẹn. Giao à, thôi em, chuyện đã qua rồi. Con em, nó có làm gì nên tội, em có làm cái gì ác đâu anh ơi. Diễn ghì đầu cô vào ngực anh, giọng an ủi. Anh biết rồi, anh biết hết mà, là do vợ chồng mình không có đủ tốt. Em đừng có khóc nữa. Đúng, có lẽ là do Giao không có đủ tốt nên con có Giao mới không có cần Giao. Đúng rồi, đúng vậy mà, phải không? Trong phòng bệnh, Giao và Diễn ôm lấy nhau, động viên nhau, an ủi nhau như tiếp sức lực cho nhau mà bước tiếp. Mẹ ruột của cô ở lại chăm sóc con gái hết cử. Lần này bà kỹ hơn lần trước. Ai đến thăm cũng an ủi động viên cô, khuyên rằng đừng có lo lắng, rồi sẽ lại có con. Trước mặt là vậy, nhưng sau lưng họ lại xiên xỏ Giao hết lời. Có lần, mẹ ruột của cô nghe được một vài người cô chồng đang nói to nhỏ với mẹ chồng Giao rằng Giao là gái độc không con, giọng điệu mỉa mai kinh khủng luôn. Ôi, chị ơi, em nói nè, nói không phải gỡ mồm gỡ miệng chứ, con vợ thằng Diễn không có bù một góc vợ thằng Vinh đâu. Bởi ông cha ta nói, cây độc không trái, gái độc không con là có hết đó chị à. Chị coi con Giao có bầu 2 lần, chết ngủm cả 2 lần. Số xác tử rõ ràng. Chị đi xem thầy đi, lỡ đâu dính lên thằng Diễn thì chết. Mẹ chồng cô đâm ra suy nghĩ. Cái bộ dáng đâm chiêu của bà ấy khiến cho mẹ ruột của Giao khóc đến mấy hôm vì buồn, vì tủi. Giao mang nặng đẻ đau, không may mất con, chứ thật lòng làm mẹ như Giao nào muốn như vậy đâu. Vậy mà cùng là đàn bà như nhau, nhưng không ai thấu hiểu, ngược lại còn đay nghiến chê bai. Thật sự trên đời này, đàn ông làm khổ đàn bà thì nhiều, nhưng mà đàn bà làm khổ đàn bà thì có kể 9.000 năm cũng kể không hết. Đàn bà chung quy toàn là tự hại lẫn nhau. Sau cái ngày hôm đó, Giao không biết mẹ chồng Giao có đi xem thầy bà ở đâu hay không. Nhưng theo cô nghĩ thì là có, vì khoảng thời gian sau bà đối xử với cô không khác gì con ghẻ con rơi của chồng bà. Giao ở cử được 10 ngày. Lần ở cử này vừa đau vừa mệt mỏi, tủi nhục ê chề. Vì đây là lần sinh non thứ 2 nên ảnh hưởng đến tử cung của Giao rất nặng nề. Hàng ngày đều có bác sĩ và y tá đến thăm khám riêng. Bác sĩ có nói khả năng có thai của Giao sau này là rất hiếm hoi. Giao chỉ là nghe lén được trong nhà vệ sinh khi bác sĩ nói với chồng Giao và hai mẹ. Khi đó Giao cứng hết cả người, đầu óc trống rỗng, tâm trạng không có gì có thể diễn tả được. Đứa đầu mất đi, cô đã đau đớn. Đứa thứ hai mất đi, cô sợ hãi, vậy mà ông trời không có thương tiếc. Cô lại không thể nào có con được nữa. Đưa tay lên ngực, cố xoa nghẹn cơn đau từ nơi lồng ngực. Nhưng càng xoa, hình như nó càng đau. Những giọt sữa tuôn ào ạt, nó ướt một mảng áo. Trái tim của Giao cũng gần như tan nát. Cô cố ngăn nước mắt tuôn trào, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm được. Kiếp trước cô đã làm cái gì nên tội mà để kiếp này phải trải qua mọi đau đớn một kiếp người. Rốt cuộc, cô
Cô phải làm thế nào đây? Phải thế nào thì mới có được một chút bình yên đây? Ngã gục bên cái bục rửa tay, Dao ôm lấy bụng đang quặn lên vì đau đớn. Hai đứa con, mẹ phải thế nào đây? Sao các con lại bỏ mẹ mà đi? Sao vậy con? Tiếng gõ cửa lộc cộc, diễn cái giọng mệt mỏi. Dao à, em ra đi. Em đi vệ sinh lâu lắm rồi đó. Dao ôm ngực, cô cố gắng giữ cái giọng bình tĩnh, tay lau hết nước mắt trên mặt. Em đang đi vệ sinh, anh ra ngoài trước đi. Diễn vẫn đứng bên ngoài. Anh chờ em ra. Em ra đi Dao. Dao cố tình dọa nạt. Anh ra trước đi, em ra sau. Diễn đập cửa ầm ầm, giọng anh khó chịu. Anh biết em nghe hết rồi, em ra đi, lẹ lên. Dao hoảng hốt, cứ như là một đứa trẻ vừa làm sai, giọng rối rít. Không có, không có, em nghe gì hết đó, anh đi đi. Dạ mau, không có con thì có sao, dù sao anh cũng có bé bối. Dao trợn tròn mắt như không tin vào tai của mình. Diễn anh ấy nói anh ấy có bé bối rồi, Dao không phải tự day dứt, không cần phải đau khổ. Tiếng mẹ đẻ của Dao quát. Mày nói cái gì vậy Diễn? Bé bối thôi sao? Còn hai đứa con tội nghiệp của con Dao thì sao? Diễn có chút ấp úng. Mẹ ơi, Dao, anh, con. Lại tiếng mẹ chồng của Dao trầm đục. Nó nói đúng mà chị. Con bối là con nó. Đúng rồi còn gì nữa. Con Dao đẻ hai lần, nhưng không có lần nào sống được. Không có lần nào sống được. Đây là mẹ chồng Dao từng yêu thương cô sao? Bà tại sao lại nói được những câu như vậy chứ? Mẹ của Dao rít lên. Chị nói như vậy nghe được hả? Con cái sinh ra không sống được có phải là lỗi cho con Dao đâu? Mẹ chồng Dao giọng điệu có chút mất kiên nhẫn. Diễn, không cần phải giải thích. Hôm bữa đi coi thầy, con nghe hết mà, con Dao nó... Im ngay đi! Con Dao nó chưa đủ đau khổ hay sao mà bà còn ăn nói lung tung nữa chứ? Tiếng của bố chồng Dao quát lớn. Dao đứng yên trong nhà vệ sinh, chân run không đứng vững, toàn thân như có ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Mẹ của Diễn, người mà cô từng yêu thương kính trọng, người từng binh vực cô mỗi khi cô và Diễn gây gổ, vậy mà hôm nay bà lại là người đầu tiên trách móc chê bai cô, thiệt là buồn cười. Buồn cười quá đi mà. Những giọt nước mắt đã không thể nào rơi được nữa. Dao cố giữ bản thân mình hết sức bình tĩnh. Vậy mà, nhưng sức lực không biết từ đâu, cô co bàn tay nhỏ bé của mình, đập trầm xuống bồn rửa tay khiến cho nó bể ra. Mảnh sành bén nhọn cứa vào da thịt của cô, máu từ từ chảy xuống, đậm đặc và tanh tưởi. Bên ngoài nghe tiếng động lớn, người lên tiếng đầu tiên là mẹ ruột của Dao, sau đó là bố chồng, rồi mới tới Diễn. Anh ấy nhớ đến cô sau mọi người. Tiếng kêu gọi, tiếng đập cửa. Dao, mở cửa ra đi con! Dao ơi! Dao à, mở cửa cho ba đi con! Dao à, anh đây nè, em ơi, mở cửa ra đi! Cánh cửa nhà vệ sinh bật ra, bản thân cô vẫn đứng thật yên, không hề run sợ mà lại bình tĩnh đến lạ thường. Mẹ ruột của cô ôm lấy cô đến nghẹn ngào, những giọt máu theo tay của cô mà nhỏ xuống tí tách trên nền gạch bóng loáng. Diễn ôm lấy bàn tay của cô bị thương, anh nôn nóng tìm khăn sạch ngăn vết thương đang rỉ máu. Dao à, sao vậy em? Sao lại để như vậy? Cô nhìn anh. Anh vẫn như xưa, vẫn phong độ. Chỉ có điều sau hôm nay, cô đã không thể xem anh là tất cả như trước nữa. Hình ảnh của Viễn mờ đi trong mắt cô, những giọt máu, những tiếng kêu khóc, đến khi Dao ngất xỉu trên tay của Viễn. Dao vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng mẹ chồng Dao đang nói với ai đó. Càng lúc càng quá đáng, không có ưa nổi mà. Gái độc. Dao là một gái độc. Đáng sợ. Thiệt là đáng sợ quá. Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong bệnh viện,
Giao ngửi được cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tay được băng bó trắng bóc. Nhìn sang bên cạnh, mẹ ruột của Giao đang thiếp đi vì mệt mỏi. Quần mắt của bà đen nhánh, nhìn thương vô cùng. Ngó xung quanh không thấy Diễn đâu. Cô bất giác cười nhạt. Chắc anh ấy về ngủ với con gái rồi. Cửa phòng bệnh mở ra. Cô vẫn còn mong chờ nhìn về phía đó. Giao à, chị đem cháo cho em nè. À, không phải Diễn, mà là chị Mỹ, chị dâu quý quá của cô. Diễn đêm qua về nhà, chắc mệt nên sáng mẹ kêu chị đem cháo cho em ăn. Em ăn không, chị lấy cho nghe. Diễn đêm qua về nhà. Hôm qua anh không ở đây với Giao sao? Tối hôm qua anh Diễn ngủ ở nhà hả chị? Chị Mỹ có chút ái ngại. À, hôm qua bé Bối khóc quá, đòi chú nó suốt à, hết cách chị mới gọi cho chú. Bố nói em đã ổn nên chắc không có sao. Lòng của Giao có chút chùng xuống. Cô là vợ mà cũng không có bằng đứa cháu gái. À không, theo chính miệng anh thì là con anh mới đúng chứ. Tiếng của chị Mỹ lạnh lót. Cho chị xin lỗi nha, tự dưng nói làm cho em buồn. Mà chị nghĩ người trong nhà không à, dù sao con bé Bối cũng là con nít, em đừng có buồn. Hay thật, nói đến vậy rồi lại kêu không buồn. Chị dâu của cô tốt tính thiệt đó. Chị Mỹ kéo cái ghế ngồi cạnh cô, giọng chị trầm xuống, vẻ mặt giấu giếm. Giao, chị nói cái này em nghe rồi quên đi nghe. Chị nghĩ cùng phận làm dâu nên nói cho em đề phòng. Chị kê sát tai của Giao, nói cho cô nghe những lời chân thật từ đáy lòng của chị. Một lát sau lại nắm lấy tay của Giao rưng rưng. Em đừng có buồn, nhưng chị đây cuối cùng cũng có đứa con. Mẹ thấy vậy chứ không có thiệt thương chị em mình đâu. Em nên thương em trước đi. Bóng dáng của chị đi lấy thuốc khuất dần sau cánh cửa, mà tim Giao vẫn còn đập liên hồi. Chị nói là mẹ chồng Giao và anh Diễn đi coi Bói. Thầy Bói nói rằng Giao sát phu sát tử. Chị nói là anh Diễn sợ lắm, hỏi có cách nào cứu giải được không. Chị nói rằng mẹ chồng của Giao kêu nghe lời bà thầy lén lút tìm vợ bé cho Diễn để giải đi cái nghiệp nặng mà Giao đem đến. Chị nói Diễn hình như cũng đồng ý rồi. Giao nằm thêm 3 ngày thì được xuất viện. Cả mấy ngày ở bệnh viện, cô không có ngủ được, trong đầu cứ luôn nghĩ đến những cái chuyện ngày hôm đó. Sao số của cô lại khổ tới như vậy chứ? Mang thai khỏe mạnh, đến cuối cùng lại sinh ra không có sống được. Giao không thể nói lên được rằng cái số cô là như thế nào. Lòng cô quặn thắt lại, nhớ đến đứa con thơ dại mà nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên má. Ngực căng tức vì sữa về, cô lại mệt mỏi vật lộn vì sữa chảy ướt áo. Con thì không còn nữa, sữa về nhiều để làm cái gì chứ? Những ngày ở bệnh viện, chỉ có mẹ ruột Giao là thức chăm Giao, hết ngày hết đêm. Diễn đến từ sáng đến tối khuya rồi đi về ngủ. Giữa cô và anh ấy không còn như xưa nữa. Giao thăm Giao, anh hỏi qua lo mấy câu rồi lại đi hoặc là ngủ. Giao cũng không có buồn nói lại hoặc hỏi han cái gì. Cô còn yêu anh nhiều lắm, nhưng sự tin tưởng đã không còn như xưa. Kể từ ngay cái hôm đó, cái hôm mà chị Mỹ đến kể cho Giao nghe việc Diễn đi gặp bà thầy Bói, thì cô gần như không thể tin anh được nữa. Và hình như anh cũng vậy, anh không có chiều chuộng hỏi han cô như trước. Cô cũng không còn nhiệt tình với anh. Giữa vợ chồng cô sinh ra khoảng cách không biết từ khi nào. Còn yêu, nhưng hình như không còn thương nữa. Có đôi khi chỉ cần một chút không có tin yêu nhau thì có thể lạc mất nhau cả đời. Sáng hôm nay, Giao được xuất viện. Chỉ có bố chồng Giao đến đón. Diễn thì đi làm từ sớm. Anh nói hôm nay có cuộc họp quan trọng. Giao cũng không nói gì,
chỉ kêu anh tối nhớ về sớm. Bố chồng cô đem xe đến đón. Xe vừa vào đến cổng, cô đã nghe hoang hoang cái tiếng ai đó rất lớn. Xe dừng, Giao được mẹ đỡ xuống. Chưa bước được mấy bước, thì từ xa, một người đàn bà ăn mặc kỳ lạ chạy ào đến, hất một thau nước lạnh vào người. Chưa hết, bà ta còn đọc chú gì đó không có nghe được rõ lời. Vừa đọc, vừa dung roi quất liên tục vào người của Giao. Giữa cái lạnh của tiết trời gần Tết, một thau nước lạnh dội vào người làm tay chân của Giao gần như tê cứng. Cô vừa hốt hoảng vội lùi về sau. Không may dấp phải thành xe, ngã nhào vào trong xe. Bà thầy được nước tiến tới, quất tới tấp vào người của cô. Vừa quất bà vừa la hét. Mày biết sợ rồi sao? Mau quỷ, mau trục hết ra đi, mau trục ra hết. Giao đau đớn vì bị đòn roi quất vào người, chỉ biết ôm lấy mặt gào lên. Đừng mà, đừng mà. Tôi không phải là quỷ, không phải ma quỷ đâu. Im đi, im miệng, cãi với tao hả? Ra mau. Bà vừa nói vừa hớp một ngụm nước, xong lại phun hết vào mặt của cô. Bà ta quay về sau nói với mẹ chồng Giao. Nữ thấy nó chối chưa? Mẹ chồng của cô hình như tin lắm, nghe tiếng bà vâng dạ. Dạ thầy, thầy giúp giùm con, giúp giùm con. Tiếp theo đó là cây roi mây quất vào người, vào mặt Giao. Mẹ ruột của cô chưa kịp hiểu gì cũng bị quất trúng. Cô một phần vì đau, một phần lại do sức yếu nên không thể chống đỡ được. Từng làn roi rơi vào người. May rằng Giao mặc khá dày nên cũng không đến nỗi nào. Chỉ thấy thương cho mẹ ruột Giao vì bảo vệ ôm lấy cô mà bị quất rất mạnh vào lưng. Giao khi đó chỉ biết khóc thét lên. Đừng mà, đánh trúng mẹ tôi rồi đó, dừng lại đi, dừng lại. Tiếng của bà thầy càng mạnh bạo hơn nữa. Im miệng, đánh chết mày, con quỷ phá người. Bà ta quay ra sau nói với mẹ chồng cô. Nữ thấy chưa, nó gian lắm, còn dám đem bà này ra đỡ nữa. Mẹ chồng của Giao nói. Dạ, thầy giúp giùm con. Bà thầy vẫn ngoan cường, vừa dùng dây quất, vừa nhổ nước lạnh vào người của Giao và mẹ Giao. Phải đến khi ba chồng của Giao chạy ra đỡ cho, thì bà ta mới dừng lại. Ông đỡ mẹ con cô đứng dậy, lo lắng hỏi han một lúc, thấy cũng không đến nỗi tệ, ông mới quay sang vợ mà mắng. Bà làm cái gì vậy? Ở đâu rước cái đồ điên khùng này về nhà hả? Mẹ chồng của cô cãi lại. Cái gì đồ điên khùng? Thầy nói nhà mình có quỷ ám, nó ám vào người con Giao. Bây giờ một là phải đuổi đi, hai là cưới vợ hai cho thằng Diễn mới mong trục được cái dông con quỷ đó đi. Tôi đã nói với ông rồi, con Giao nó số nó nặng lắm, sát tử thôi, bây giờ sát phu luôn rồi. Giao nghe từng lời mẹ chồng cô nói mà cơ thể muốn rung lên bần bật. Cô sát phu sát tử, nghe mà mắc cười quá. Ba chồng của Giao quát lớn. Bà làm sao vậy? Con nó chưa có đủ khổ hay sao? Ai nói cho bà mấy cái lung tung vậy hả? Ma quỷ nào? Tôi không nghĩ bà hôm nay lại mê tín kỳ cục như vậy đó. Đi đi. Đi mau đi. Đừng có làm cái chuyện thiên hạ cười chê. Mẹ chồng của cô hậm hực. Ông nghe con Giao nó nói bậy bạ phải không? Tôi nói rồi. Ông không có nghe. Sau này có chuyện gì ông đừng có trách tôi à. Nói rồi bà quay sang Giao, ánh mắt khó chịu. Về rồi thì vào đi. Giao nhìn bà, bao nhiêu yêu thương trước kia giờ đây gần như đã tan đi hết. Cố hết sức đi từng bước vào trong nhà. Vừa vào đến cửa, chưa kịp bước chân vào trong, đã thấy chị Mỹ ôm một chậu than đi ra ngoài. Nhìn thấy Giao, chị có chút ái ngại, nhưng lại quay sang mẹ chồng, hỏi nhẹ. Mẹ ơi, thau than này... Mẹ chồng cô nghe đến cái thau than, mắt bà sáng rỡ lên. Bà chạy nhanh đến chỗ của Giao, giành cái thau than từ tay của chị Mỹ đặt xuống đất ngay trước cửa. Giọng của bà dõng dạc. Mày bước qua cái thau than này đi, rồi vô nhà.
Giao nhìn bà lại nhìn cái thau thang đang cháy ở dưới đất, hốc mắt cay xè. Cô là con dâu của bà, là người từng sinh cho bà hai đứa cháu, vậy mà bà xem cô như kẻ phạm tội. Bước qua thau thang đồng, xua đuổi tà khí hay sao? Mẹ ruột của cô không có chấp nhận, bà bức xúc. Chị, vậy là sao nè? Con gái của tôi đâu phải kẻ tù tội mà chị kêu nó bước qua thau thang. Hồi nãy tôi nhịn, bây giờ không có nhịn được nữa đâu. Mẹ chồng của cô kinh kiệu. Không nhịn được thì sao? Không nhịn được thì chị đem con gái chị về mà nuôi đi. Đã không biết đẻ, còn xui xẻo nữa. Chị coi đi, con Mỹ chồng chết còn đẻ được bóng con gái dễ thương, vui cửa vui nhà. Còn đây, đầy đủ quá mà không đẻ được thì coi lại đi. Mẹ ruột của Giao còn muốn nói nữa, nhưng Giao ngăn lại. Thôi, dù sao cũng chỉ là một thau thang thôi mà, có xá cái gì với những đau đớn mà Giao đang gánh chịu chứ. Hiện bây giờ, cô chỉ muốn nhanh chóng vào nhà, tìm cái chỗ nằm xuống. Còn những chuyện khác, cô không quan tâm nhiều nữa. Hơn nữa, cô còn yêu Diễn, yêu chồng cô nhiều lắm, không thể vì một chuyện nhỏ này mà bỏ đi được. Cô nắm tay mẹ nói với bà. Thôi, không sao đâu mẹ, để con bước qua dù sao cũng tốt mà. Mẹ ruột của Giao hốc mắt ửng hồng, chắc bà xót lắm, xót xa cho đứa con gái ngu ngốc của mình. Bước qua cái thau thang nóng hổi, kể từ khi cô chấp nhận bước vào thì cuộc đời cô cũng như cái chậu thang nhỏ đó, vừa đen vừa không thể tạo thành lửa lớn. Chắc chỉ có thể le lối cháy, mặc cho khi nào tàn thì tàn. Mẹ chồng của Giao bắt cô nằm ở phòng dưới cùng trong hốc. Phòng này trước kia là phòng kho, giọng điệu của bà như rất tốt. Giao, con mới sinh nằm ở trong đây cho ấm, hết tháng thì lên trên lầu, được không con? Ừ, bà nó nói vậy thì cô từ chối cái kiểu gì được. Mặc dù phòng không có tốt, không có điều hòa, nhưng vẫn tốt hơn là không có chỗ nằm. Giao đã không thiết tha gì với mẹ chồng cô nữa. Giao thương Diễn nên chỉ muốn cố gắng vì anh ấy. Tối hôm đó, Diễn về trễ, trên người anh nồng nặc mùi rượu. Cô nghe tiếng anh cười nói ở bên ngoài, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh vô. Có chút không vui, Giao giói tay lấy cái điện thoại nhắn tin cho anh. Anh không vào thăm em sao? Anh mệt, anh ngủ đây. Nhận được tin nhắn, lòng Giao như thắt lại, đau đớn, mệt mỏi, tủi thân. Diễn trước kia nào có như vậy. Mỗi khi về nhà, anh luôn tìm Giao đầu tiên, hôn Giao một cái vào má rồi mới đi tắm ăn cơm. Hay anh chê Giao chơ bẩn vì đang ở cử. Chắc là vậy rồi, chắc chắn là vậy rồi. Nước mắt không biết từ đâu lại lăn dài trên má. Nhìn thấy mẹ Giao lấy cơm bước vào, Giao lại lau dội lau vàng. Bà thấy Giao khóc không có vui rồi nói. Sao con lại khóc? Vừa mới sinh con à, đừng có khóc. Cô cố cười. Đâu có mẹ, tại con vừa mới ngáp ngủ mà, con đói rồi, mẹ đưa con ăn đi. Mẹ ruột của Giao vẫn còn hậm hực. Bà đặt mâm cơm xuống nệm. Giao à, hay là về quê đi. Mẹ chăm lo cho, khi nào khỏe thì lên đây. Con coi đó, cơm cử mà nhà chồng còn không lo cho đàng hoàng thì làm sao ở đây hả con? Nhìn mâm cơm, hốc mắt của Giao lại ửng đỏ. Một chén cơm, hai cái trứng gà ta, một chén mắm, không rau, không thịt, không canh. Mẹ, chắc mẹ chồng có con quên đó mà. Mẹ của cô bực lắm. Quên à, bà ta mua cho cháu gái bà hai cái đùi gà ta thơm phức. Thấy mẹ vào lấy cơm, bà bưng ra mâm cơm ấy nhìn chán chết luôn à. Mẹ thấy vẫn còn thịt còn rau, nhưng bà ta nói là để phần thằng Diễn. Không phải bây giờ đang mưa thì mẹ đã không có để con phải ăn uống khô khan như vậy đâu. Nói xong, bà ngồi xuống kế bên, nước mắt lại rớt ra. Giàu à, mẹ nuôi con lớn, chỉ muốn con tốt lành. Mẹ thiệt sự không có chịu được khi con bị người ta khi dễ.
Thằng Diễn nó tệ quá. Nó về đến nhà chỉ chơi với con bé bối. Một lần vào nhìn con sống chết ra sao cũng không. Để con ở lại một mình, mẹ không có yên tâm đâu con ạ. Tiếng bà khóc nghẹn ngào khiến cho lòng Giao tê dại. Cô ôm lấy mẹ, chỉ biết khóc không nói được câu nào. Mãi một lúc sau, cô mới buông bà mẹ ra, cố gắng cười. Mẹ, chắc do anh Diễn đi làm về mệt mà mẹ không ở đây với con hết tháng sao? Mẹ ruột của Giao sụt sịt. Ừ, ở dưới quê, cái vụ mấy cậu của con sùm thư kiện đủ thứ, mẹ hết tuần này phải về. Hay con về dưới luôn đi, mẹ lo cho đàng hoàng. Giao nhìn bà, thực sự cô không muốn bà về, nhưng biết làm sao được, việc lớn quan trọng hơn. Giao, nhà chồng con bây giờ khác rồi, không có còn thương con nữa đâu. Bà ái ngại nhìn con, vừa lau mắt vừa nói. Thằng Diễn, nó khác hẳn lúc trước rồi con à. Con có còn thương nó hay không? Giao còn thương Diễn không? Còn chứ, vợ chồng mà. Cô còn thương anh ấy nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Sao mẹ hỏi vậy? Còn chứ sao không? Diễn là chồng con mà. Mẹ cô ấp úng. Nhưng mà mẹ thấy lạ lắm. Thôi không có gì đâu, mẹ lại nghĩ nhiều rồi. Cuối tuần mẹ về, con tự lo được mà. Dù sao con cũng có con đâu. Nói rồi Giao xúc cơm, cố gắng ăn thật ngon để mẹ cô không thấy xót xa cho con gái. Cơm thì khô, hộp gà thì lạc lẽo. Bữa cơm này sao khó nuốt quá. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Mượn Chồng, tác giả Du Phong Vân. Đến đây Lâm Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều.